siêu bão Công Ray liên tiếp thiết lập hàng loạt kỷ lục lạ. Những hình ảnh đầu tiên khi siêu bão Công Ray đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc. Mây địa bay tiếp tục xuất hiện ở Đồng Nai. Thông tin mới về phi vụ chạy chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bây giờ là phần tin chi tiết. Trước khi bão công gây đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc, các nhà chức trách ở Đài Loan, Trung Quốc đã cảnh báo người dân chuẩn bị sẵn sàng các phương án chống bão. Từ khi bão chưa vào, đã ghi nhận ít nhất 27 người bị thương, một số cây bị đổ và bốn trận lở bùn. Không chỉ rất mạnh về cường độ, bão công gây còn rất lớn về kích thước. Vùng mây mù đậm đặc của nó trải dài từ Nhật Bản đến gần Indonesia, kích thước cơn bão này còn lớn hơn cả Đài Loan, Trung Quốc và bão có thể quét qua toàn bộ nơi này. Nhà khí tượng học Chu Melin ở cơ quan Thời tiết Trung ương CVA tại Đài Loan, Trung Quốc cho biết gần như toàn bộ Đài Loan, Trung Quốc sẽ bị bao trùm bởi cơn bão này. Chúng ta cần thận trọng với gió mạnh ở gần tâm bão.Ảnh hưởng của bão Công Rê ở khu vực này sẽ là khá nghiêm trọng. Hàng nghìn người đã được sơ tán khỏi những khu vực có nguy cơ cao. Trong khi đó, Đường kính mắt của siêu bão Công Ray rất lớn, đến mức các nhà khí tượng học còn phải ngạc nhiên. Do đó, Công Ray đã trở thành cơn bão mắt to nhất 2024 và là một trong những cơn bão có mắt to nhất từng thấy trên trái đất. Theo con số chưa chính thức, thì lúc cực đại, mắt bão Công Ray có đường kính đến khoảng 200 km, sau đó thu nhỏ lại còn khoảng 100 km. Nhà khí tượng học Noah Bergreen của kênh WFOL ở bang Florida của Mỹ đã phải ngạc nhiên rằng Siêu bão Công Ray là một trong những cơn bão có mắt bão to nhất mà bạn từng thấy trên trái đất. Theo nhà khí tượng học Alan Greppert, dù bão mạnh thường có mắt nhỏ, nhưng bão có mắt to không có nghĩa là bão yếu. Nó chỉ có nghĩa là gió của bão cách xa tâm bão hơn là ở những cơn bão nhỏ. Ông nói, một cơn bão mạnh mà tồn tại lâu cũng thường có mắt to hơn. Cường độ của siêu bão Công Ray cũng là rất kỳ lạ ở thời điểm này của năm, vì giờ đã là gần cuối mùa bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết Đài Loan, Trung Quốc, CVA cho biết siêu bão Kongre có bán kính gió cực đại kép tức khoảng cách từ tâm bão đến giải gió mạnh nhất của cơn bão đã mở rộng lên 320 km. Các nhà dự báo bão của Pagasa cho biết bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc trên biển Philippines. Sau khi đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc, Kongre dự kiến hướng ra biển Hoa Đông. Dù vậy, các nhà dự báo không loại trừ khả năng đổ bộ lần thứ hai vào Trung Quốc đại lục trong giai đoạn này. Siêu bão Kongre là cơn bão lớn nhất ảnh hưởng tới Đài Loan, Trung Quốc gần 3 thập kỷ qua. Cơn bão vẫn có khả năng chuyển hướng khi di chuyển trên biển. Đài Loan, Trung Quốc hiện đã ngừng mọi hoạt động thiết yếu trước khi siêu bão Kongrey đổ bộ. Tất cả các thành phố và quận nghỉ làm một ngày, thị trường tài chính đóng cửa và các chuyến bay nội địa bị hủy. Đề phòng cơn bão được dự đoán là lớn nhất về quy mô trong 30 năm qua. Chuyên gia dự báo thời tiết Jin Hoang cho biết, quy mô của cơn bão rất lớn và gió rất mạnh. Theo cơ quan khí tượng Đài Loan, dự kiến siêu bão Công Ray sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông, nhiều núi và thưa dân vào khoảng trưa cùng ngày theo giờ địa phương. Kèm gió mạnh và mưa như chút nước, ảnh hưởng đến hầu hết vùng lãnh thổ này. Dự báo lượng mưa lên tới 1,2 m trong những ngày tới ở phía đông Đài Loan, Trung Quốc với gió mạnh tàn phá dọc các khu vực ven biển. Chính quyền sở tại cho biết 36.000 binh sĩ đang túc trực, sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ. Trong khi đó, 4.500 cư dân đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao. Chính quyền cũng đã khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực đồi núi và bờ biển. Theo hãng tin tư, cơ quan khí tượng Đài Loan Trung Quốc CVA cập nhật bão Correy đã tấn công vào huyện Đài Đông, phía đông đảo Đài Loan, mang theo gió mạnh và mưa như chút nước, ảnh hưởng đến hầu hết hòn đảo. Mất bão Correy đổ bộ vào thị trấn thành công, huyện Đài Đông lúc 13 giờ 40 phút chiều ngày 31 tháng 10 theo giờ địa phương. Siêu bão Correy đã suy yếu nhưng vẫn còn mạnh. Dữ liệu của CVA cho thấy, cơn bão đã di chuyển nhanh với sức gió duy trì lên tới 180 km/h và gió giật lên tới 227 km/h. Bão đang di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ 21 km/h. Cơ quan khí tượng Đài Loan Trung Quốc dự báo đây sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào hòn đảo này kể từ năm 1996. Chính quyền sở tại đã triển khai 36.000 binh sĩ túc trực 24/7 để hỗ trợ công tác cứu hộ, trong khi 1.300 người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm giới chức địa phương đồng thời cảnh báo người dân tránh xa vùng núi và bờ biển để đảm bảo an toàn. Trước ra dự báo thời tiết Ge Hai Hoàng cho biết, sau khi đổ bộ vào bờ biển phía đông, cơn bão sẽ hướng về eo biển Đài Loan khi đã suy yếu đáng kể. Quy mô của cơn bão rất lớn và gió rất mạnh. Lãnh đạo lại Thành Đức kêu gọi trên Facebook, tôi hy vọng mọi người tại Đài Loan sẽ hợp tác để tránh thảm họa và tránh có các hành vi nguy hiểm như ngắm sóng lúc bão tấn công. Một quan chức trên đảo Lan Tự, đảo ngoài khơi bờ biển Đông Nam Đài Loan Trung Quốc cho biết, Đêm trước đó thật kinh hoàng, nhiều người trên đảo không ngủ được vì lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với nhà cửa của họ. Người này cho biết thêm, một số mái nhà tại đây đã bị hư hại và hơn 1.300 ngôi nhà bị mất điện. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo về số người thương vong. Hãng tin CNA dẫn thông tin từ Trung tâm Điều hành Tình trạng Khẩn cấp Trung tâm Đài Loan Trung Quốc, CLOC, cập nhật gió mạnh và mưa lớn do bão Công đã khiến ít nhất 27 người bị thương trên khắp Đài Loan và hai khách du lịch từ Cộng hòa Séc đang mất tích. Tính đến 13 giờ chiều ngày 31 tháng 10 theo giờ địa phương, khoảng 96.000 hộ gia đình ở Đài Loan đã rơi vào cảnh mất điện, bao gồm hơn 23.000 hộ ở huyện Đài Đông và hơn 14.000 hộ ở huyện Hoa Liên, Tây Bắc và Gia Nghĩa. Sáng 31 tháng 10, một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú đã thu hút sự chú ý của người dân Đồng Nai khi một đám mây hình nón khổng lồ bao phủ đỉnh núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Hình ảnh gợi nhớ đến những chiếc địa bay trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhiều người dân thích thú tranh thủ chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc độc đáo này. Anh Nguyễn Văn Dày, 29 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc cho biết, khoảng 6 giờ 30 phút, đám mây hình nón khổng lồ bất ngờ bao phủ đỉnh núi Chứa Chan, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng. Theo anh Dày, đây không phải là lần đầu tiên ngọn núi cao nhất tỉnh Đồng Nai xuất hiện mây hình địa bay. Trước đó vào tháng 5 năm ngoái, một đám mây tương tự cũng đã xuất hiện và gây sốt trên mạng xã hội. Mây địa bay hay nón mây là cách gọi hình tượng của hiện tượng mây thấu kính rất hiếm gặp, thường xuất hiện dọc theo các dãy núi cao và chỗ khuất gió bên sườn núi, nhất là khi có một dòng không khí ẩm, ổn định, bay ngang qua ngọn núi hay đồi. Khi lớp không khí ẩm bị đẩy lên cao và đạt đến một điểm bão hòa, nó cô động lại thành những đám mây. Điểm đặc biệt của các đám mây thấu kính là luôn bất động hiếm có cơn gió nào lay chuyển được. Hiện tượng này từng xuất hiện ở núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, đỉnh núi Phú Sĩ ở Nhật Bản, đỉnh núi Lửa Mayon ở Philippines hay núi Etna ở Italia, khiến nhiều người lầm tưởng là địa bay hay vật thể bay không xác định, UFO của người ngoài hành tinh. Những ngày này, người dân xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của anh Lê Ngọc Hơn, 22 tuổi, khi giúp dần chạy lũ vào ngày 27 tháng 10. Tại ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Lê Văn Hế, 51 tuổi và bà Trần Thị Chát, 49 tuổi, thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy, tấp đập người vào ra thăm hỏi động viên. Khi cơn mưa lớn từ sáng đến trưa ngày 27 tháng 10 khiến toàn xã Thái Thủy bị cô lập, đường xá ngập 20 đến 30 cm, cách một tiếng nước lại dâng lên 3 đến 5 cm. Nhiều người hốt hoảng gọi điện cho chính quyền nhờ hỗ trợ. Nằm trong tổ xung kích phòng chống thiên tai thôn Thanh Sơn, anh Lê Ngọc Hơn, 22 tuổi, tham gia giúp đỡ hàng xóm đi tránh trú, cây đồ đạc lên cao. Buổi sáng, anh Hơn giúp được hàng chục gia đình đi tránh lũ tại nhà người thân, hàng xóm, nhà văn hóa thôn, trường học. Chiều cùng ngày, nhận tin nhiều người kêu cứu ở thôn bên cạnh. Sát hạ lưu đập thủy lợi Thanh Sơn, anh Hơn cùng hai thanh niên trong tổ xung kích lên kế hoạch hỗ trợ. Ba thanh niên mang áo phao cùng lội qua đoạn đường ngập hơn nửa mét để đến khu dân cư đang có người kêu cứu. Bất ngờ dòng lũ từ thượng nguồn ập tới, cuốn ba người về xuôi, cách vị trí ban đầu khoảng 5 mét hai thanh niên cố vùng vẫy bơi vào bờ an toàn còn anh hơn chơi với giữa dòng lũ lúc này nhiều người đứng trên bờ nhưng bất lực không thể ứng cứu vì dòng nước chảy quá mạnh đau đớn hơn trong số những người chứng kiến sự việc có bố mẹ của anh lê ngọc hơn bà chát hoảng loạn hét lớn trong cơn mưa tầm tã cứu con tôi với nghe tiếng vợ và người dân chi hô ông lê văn hế năm mốt tuổi bố anh hơn vội vã chạy vào nhà người dân gần đó tìm dây thừng để ném ra cho con nhưng trong tích tắc còn ông đã bị nước lũ cuốn trôi Suốt buổi chiều ngày 27 tháng 10, lực lượng cứu hộ, người dân tìm kiếm anh Hơn nhưng không có kết quả. Đến 7 giờ hôm sau ngày 28 tháng 10, anh Hơn được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 200 mét. Gia đình, hàng xóm làm các thủ tục đưa anh Hơn về nhà an táng. Giây phút người đầu bạc khóc thương cháu trai ván số khiến những người chứng kiến không thể cầm lòng. Bà chát kể, tay run run rót nước mời khách đến thắp hương cho con. Hôm trước Hơn bảo sắp chờ rét để mua tặng mẹ chiếc khăn quàng cổ giữ sức khỏe. Nhưng thật bi kịch khi chiếc khăn ấm lại thay bằng khăn tang vợ chồng bà Chat sinh được ba người con, hơn là cả, sau còn em trai 20 tuổi và em gái 10 tuổi. Theo bà Chat, hơn chăm chỉ, hiền lành và vụ đồng áng làm cuồn cuột cả ngày, rất thường bố mẹ. Lãnh đạo tỉnh đoàn Quảng Bình cho biết, sau khi nắm bắt thông tin anh Lê Ngọc Hơn tử nạn trong quá trình xung kích cứu nạn, đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình. Vị này nói, chúng tôi đã làm đề xuất gửi trung ương đoàn để truy tặng danh hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho anh Hơn. Vừa qua, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Bùi Xuân Phúc 15 năm tù và cựu luật sư Phạm Đức Tính 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Tính được cho tại ngoại tham gia phiên tòa. Bản án sơ thẩm xác định năm 2015, bà Oanh ngụ Đồng Nai quen biết Bùi Xuân Phúc khi đó đang làm cán bộ công an tỉnh Đồng Nai. Phúc khoe về người cậu là Phạm Đức Tính làm nghề luật sư có mối quan hệ quen biết với lãnh đạo Bộ Công an nên bà Oanh kết thân. Năm 2018, Bảo Anh được ông Lê khi đó là trưởng công an huyện Trảng Bom giúp đỡ trong công việc. Từ đó, Bảo Anh quý mến và nảy sinh ý định tìm cách lo cho ông Lê lên chức phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai để sau này sẽ nhờ cậy trong quá trình hoạt động kinh doanh. Bảo Anh nhờ Phúc, Phúc nhờ tính và được đồng ý, báo giá 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, Phúc Bảo Anh số tiền gấp đôi là 14 tỷ và người phụ nữ này đồng ý đưa tiền. Trong thời gian chờ lo việc. Bảo Oanh còn nhờ Phúc lo giúp chúng đấu thầu mua cây tràm tại trạm giam Z30D và phải đưa số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Oanh còn nói Phúc hỏi tính lo việc cho người tình đang là cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai được lên chức đội trưởng. Đến tháng 3 năm 2021, ông lê nghỉ hưu theo quy định, thì Oanh hối thúc yêu cầu Phúc trả lại tiền. Lúc này, Phúc nói đã đưa cho tính trung chi cho người khác nên không lấy lại được. Vì vậy, Bảo Oanh làm đơn tố cáo Phúc lên cơ quan công an. Hiện Phúc và Tính đã trả cho Bảo Anh khoảng 4,5 tỷ đồng. Quá trình tố cáo ra công an Bảo Anh khai đã đưa cho Phúc tổng cộng gần 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả điều tra chỉ xác định Phúc chiếm đoạt của Bảo Anh số tiền gần 16,5 tỷ đồng. Hồi tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phúc 15 năm tù và tính 12 năm. Tòa buộc Phúc phải hoàn trả số tiền còn chiếm đoạt của Bảo Anh là hơn 12 tỷ đồng. Các bị cáo sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đối với Bảo Anh, cơ quan điều tra xác định Hành vi của bà này đủ yếu tố cấu thành tội đưa hối lộ, song bà này đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác và đang bị bệnh nên được miễn trách nhiệm hình sự. Tại tòa phúc thẩm, bị cáo phúc và tính thừa nhận hành vi nhưng cho rằng mình phạm tội danh khác chứ không phải lừa đảo. Bởi thực tế, báo anh là người chủ động tìm đến đặt vấn đề nhờ lo giúp và các bị cáo cũng có đi gặp nhiều người để nhờ chứ không có ý định lừa đảo. Phúc giải thích việc nâng số tiền chi phí lên gấp đôi so với báo giá của tính là để được hưởng tiền công. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo của các bị cáo, tuyên y án sơ thẩm. Tòa tuyên hủy một phần bản án, tuyên tịch thu số tiền 12 tỷ đồng phúc chiếm đoạt của bà Oanh để sung công quỹ vì đây là tiền dùng vào mục đích phạm pháp. Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phát hiện, phối hợp bắt giữ hai người đàn ông Ấn Độ, nhập lậu hơn 1.000 viên kim cương. Cụ thể, lãnh đạo chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Vừa phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm một vụ nhập lậu 300 viên kim cương từ người đàn ông quốc tịch Ấn Độ. Theo đó, qua soi chiếu hành lý, đội thủ tục hành lý nhập khẩu chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện hình ảnh nghi vấn từ vali hành lý của ông DAK, quốc tịch Ấn Độ, nhập cảnh từ Hồng Kông Trung Quốc về thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu nghi vấn nên đã phối hợp với các lực lượng thực hiện kiểm tra trọng điểm. Kết quả phát hiện trong hành lý của ông DAK có 15 gói ni lông chứa 362 viên kim cương. Với thủ đoạn cất giấu dưới đáy hai hộp đựng kẹo. Trước đó, vào ngày 23 tháng 10, qua thông tin của Tri cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh, qua hình ảnh soi chiếu, đội thủ tục hành lý nhập khẩu Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện hình ảnh nghi vấn từ kiện hành lý của ông PSH, quốc tịch Ấn Độ, nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Minh phối hợp với đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, tức đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Công an quận Tân Bình kiểm tra và phát hiện trong hành lý của ông PSH có nhiều tập giấy nhỏ có in chữ IGI và 10 gói ni lông chứa 716 viên kim cương được cất trong ví để lẫn cùng quần áo từ trang Người đàn ông thừa nhận các hạt nhỏ trong 10 gói ni lông nêu trên là kim cương, vận chuyển từ Ấn Độ vào Việt Nam để giao cho khách hàng nhưng không khai báo hải quan theo quy định. Kết quả kiểm tra ban đầu, cơ quan hải quan xác định số hàng hóa do ông PSH vận chuyển trái phép gồm 716 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo. Giá trị tổng cộng của số kim cương bị thu giữ ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Cả hai vụ việc đã được chuyển giao cho phòng cảnh sát kinh tế, công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Vừa qua, Công an tỉnh Trà Vinh thông báo đã thi hành kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân và khởi tố bắt giam 4 bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can bị tạm giam bao gồm Nguyễn Văn Tránh, cựu trưởng phòng cảnh sát giao thông, đã nghỉ hưu từ tháng 5 năm 2022. Trần Văn Hên, cựu đội trưởng phòng cảnh sát giao thông, Nguyễn Văn Hoài Hảo cựu phó đội trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Lê Minh Hiếu, cựu cán bộ phòng cảnh sát giao thông. Bị can Lý Văn Trọng, cựu phó trưởng phòng cảnh sát cơ động, được tại ngoại sau hoàn cảnh gia đình khó khăn khi người thân mắc bệnh hiểm nghèo. Theo công an tỉnh Trà Vinh, qua công tác thanh tra quá trình đăng ký xe tại phòng cảnh sát giao thông từ năm 2016 đến năm 2019, cơ quan chức năng đã phát hiện 149 trường hợp có dấu hiệu nghi vấn về việc can thiệp phần mềm đăng ký xe thay đổi thông tin đăng ký xe máy để cấp biển số trái với quy định. Qua quá trình điều tra, công an tỉnh Trà Vinh xác định 5 cán bộ bao gồm lãnh đạo, chỉ huy và các cán bộ phụ trách đăng ký xe tại phòng cảnh sát giao thông đã vi phạm bằng cách sử dụng tài khoản đăng ký xe cá nhân để hoán đổi biển số theo yêu cầu của người dân. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp vừa họp với đại diện lãnh đạo cục cảnh sát giao thông, cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an Bộ Thông tin và Truyền thông cùng một số đơn vị về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thực hiện dân chủ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tại cuộc họp, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cùng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, Tư pháp, Bộ Công an cùng nêu ý kiến giải trình thông tin về quá trình xây dựng văn bản, căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn khi tham mưu trình lãnh đạo Bộ Công an ban hành văn bản. Theo các cơ quan thuộc Bộ Công an, sau khi thông tư mới được ban hành, người dân vẫn được sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình để giám sát quá trình làm việc của cảnh sát giao thông. Cơ quan soạn thảo của Bộ Công an khẳng định, phải bảo đảm các điều kiện đã được pháp luật quy định và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi công vụ. Thống nhất với nhận định, đánh giá bước đầu của Cục Kiểm tra Văn bản, các đại biểu đề nghị Bộ Công an cần quan tâm đẩy mạnh truyền thông chính sách để bảo đảm cho người dân được thực hiện quyền giám sát, trong đó có quyền ghi âm, ghi hình hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do quy định có thể dẫn đến các cách hiểu khác nhau gây lúng túng, khó khăn cho người dân khi tiếp cận và thực hiện quyền giám sát của mình, nên thông tư cần được giả soát, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời để được áp dụng thống nhất trong thực tiễn. Cục kiểm tra văn bản đề nghị cục cảnh sát giao thông tham mưu báo cáo lãnh đạo bộ công an có ý kiến chính thức và thực hiện truyền thông các quy định của thông tư để người dân, cán bộ chiến sĩ thực hiện đúng, đầy đủ quy định của hiến pháp và pháp luật về quyền giám sát của nhân dân thông qua hình thức ghi âm, ghi hình cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Theo thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11. Người dân sẽ được giám sát cảnh sát giao thông thông qua 5 hình thức. Đó là tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật, tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ, kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Việc giám sát phải đảm bảo các điều kiện gồm không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ ở ngoài khu vực thực thi công vụ.